Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi, bổ sung luật thuế bảo vệ môi trường. Trong đó, mặt hàng xăng dự kiến sẽ chịu thuế bảo vệ môi trường tối đa là 8.000 đồng trên một lít. Cụ thể, dự thảo quy định xăng sẽ chịu khung thuế bảo vệ môi trường từ 3.000 đến 8.000 đồng trên một lít, cao hơn rất nhiều so với khung thuế hiện hành. Hiện nay, khung thuế bảo vệ môi trường với xăng tối đa là 4.000 đồng trên một lít và mức thuế bảo vệ môi trường xăng đang chịu là 3.000 đồng trên một lít. Hồi giữa năm 2016, Bộ Tài chính đã từng có một tính toán, nghiên cứu nâng thuế bảo vệ môi trường với xăng lên kịch trần là 4.000 đồng trên một lít. Không chỉ mặt hàng xăng, các mặt hàng dầu cũng như dự kiến tăng mạnh khung thuế bảo vệ môi trường. Cụ thể, dự thảo quy định mức khung thuế bảo vệ môi trường đối với dầu diesel là từ 1.500 đồng đến 4.000 đồng trên một lít, gấp 2-3 lần khung thuế hiện hành. Dầu diesel từ 500 đến 2.000 đồng trên một lít, dầu mazut cũng tăng từ khung thuế từ 300 đến 2.000 đồng trên một lít, nên đến từ 900 đến 4.000 đồng trên một lít. Chỉ có thể dầu hỏa giữ nguyên mức là 300 đến 2.000 đồng trên một lít. Một điều đáng chú ý khác trong dự thảo xăng là xăng E5, xăng E10, túi ni lông cũng đang nằm trong chịu thuế mức bảo vệ môi trường. Cụ thể, điều ngạc nhiên là xăng E5 và E10 sạch hơn nhưng khung thuế bảo vệ môi trường với hai loại xăng này cũng khá cao, với khung thuế từ 2.700 đồng đến 7.000 đồng trên một lít. Xăng E5 từ 2.500 đồng đến 6.800 đồng trên một lít. Còn túi ni lông khung thuế chịu từ 40.000 đồng đến 80.000 đồng trên 1 kg. Trước đó, trong một phiên thảo bàn luận tròn về kế hoạch cải cách thuế của Việt Nam giai đoạn từ 2016 đến năm 2020, Thứ Bộ trưởng Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã khẳng định với các chuyên gia ngân hàng thế giới sẽ tiếp tục thúc đẩy thu thuế bảo vệ môi trường và trong năm 2017 sẽ xúc tiến mở rộng đối tượng thu thuế này. Ông Tuấn phân tích thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu hiện mức ở 3.000 đồng trên 1 lít. Nếu nâng lên hết khung hoặc vượt khung thì giá trị thu được sẽ gấp khoảng 10 đến 20 lần so với số trực tiếp thu từ sử dụng đất phi nông nghiệp hiện nay. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nhờ có điều chỉnh chính sách thu đối với một số tài nguyên khoáng sản và thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu nên nhiều khoản thu nội địa đạt mức cao, góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngân hàng nhà nước.